Khi mà sư đến trung tâm Kalama thì nó có nhiều điều để sư hoan hỷ chứ. Hoan hỷ không phải là đây là cái thiền viện đầu tiên của Việt Nam ở xứ Miến Điện thì không phải. Nếu mình nói là cái chỗ ở của Miến Điện thì mình cũng đã có một vài ngôi chùa ở Việt Nam rồi. Nhưng mà ở đây Kalama thì được một cái hơn những ngôi chùa khác, mà sư thì sư cũng mong như vậy. Tức là có sư biết là có một số vị phàn nàn là chùa thì trước khi xây thì nói là xây cho tứ phương tăng, chứ còn xây xong là của ông trụ trì. Tức là hồi trước khi xây thì nó là xây mở cho đại chúng ai muốn về đây thì về. Nhưng mà tới hồi xây xong là tôi muốn cho ai về thì từ người đó mới được về. Thì cái nhiều vị thì phàn nàn ở một số ngôi chùa, sư nghe cái sự phàn nàn như vậy. Tức là rốt cuộc thành tài sản cá nhân ông trụ trì. Ở đây thì với cái lời của Ngài Giác Nguyên thì có một điều sư hoan hỷ, đó là ở đây là không không có ai trụ trì. Nhưng mà ở đây nó giống như là mình tạo ra một cái mảnh đất lành đó. Rồi thiên hạ về đây có chỗ để mà tu. Thì trước mắt sư thấy cái mô hình đó, thì giống như là mình có lòng mình xây lên một cái nơi chốn giống như một cái chỗ vậy đó. Không, cái ban quản tự thì chỉ đảm bảo để cho nơi này không thành cái đất hoang thôi. Chứ còn mà muốn ai đó muốn về đây thì phải tự túc hết, tức là không có chuyện mà mình về đây là có người hầu kẻ hạ, có người phục vụ thì không có. Ở đây không có cái ban và cái ban phụng sự, cái ban phục vụ không có. Tự mình đi thiền thì tự mình phải phục vụ mình, tự mình tu lấy mình. Thì sư thấy cái mô hình đó hay, và sư có thể sư học hỏi sau này các cái khóa tu, nếu như sau này sư có tổ chức thì sư cũng làm cái kiểu mô hình như vậy. Tức là thí dụ như cái khóa tu mình 10 ngày thì mình phải lên là 13, 14 ngày để làm chi? Kéo hết những người đăng ký là thiền sinh lên trên đây, thiền sinh xắn tay áo, thiền sinh thiền sư gì xắn tay áo lên dọn vệ sinh, dọn rác các thứ cho nó sạch sẽ rồi đó. Sau đó là tự mình ngồi thiền. Mình ngồi thiền là cũng tự mình đi chợ, tự mình nấu ăn, tự mình phục vụ hết, tự mình lo hết. Xong hết khóa rồi, chừa lại một ngày, hai ngày cuối làm gì? Dọn vệ sinh. Trước tới đây như thế nào thì sau mình hoàn như vậy. Hoàn như vậy là hoàn, tức là để cho sạch sẽ. Chứ không phải hồi trước tôi vô đây nó rác không, giờ tôi về thì cũng rác không, thì không phải vậy. Thì đó là cái định hướng, cái mô hình sư thấy ở Kalama thì đó là một cái mô hình tốt, và sau này mình có thể mình học. Chứ còn cái kiểu mà khóa tu giống như là mình ban tổ chức mà nó thiệt là giống mình là cái người hầu của thiên hạ, lo từng miếng ăn, từng miếng nước, từng giấc ngủ các thứ, nó thiệt là rất là cực, rất là cực. Thì hồi sáng thì Ngài Giác Nguyên Ngài nói là gom lại một chỗ đó, rồi những chỗ nào mà mình phòng ốc trống mình lo mình vệ sinh, rồi mình gom một chỗ mình chỉ còn có một nhúm nữa thôi. Tức là mình đi là mình chỉ cần mình quẹt một cái một là xong, là mình phủi mình đi là nó nhẹ. Thật sự ở đời mình cũng nên như vậy. Đôi khi mình lo nhiều thứ quá, lo nào chuyện đầu trên, chuyện sống dưới, chuyện nọ chuyện kia, chuyện A chuyện B chuyện C, mình lên một danh sách ôi cho nó quá trời. Rồi ai dọn mấy cái đó? Mình lo cho nhiều, mình mở cho nhiều, rồi rốt cuộc ai dọn? Mà rốt cuộc thì không có cái gì ra cái gì hết trơn. Cái người tu là gì? Người tu là người biết gom gọn lại vấn đề. Tức là tôi ngó những thứ mà nó lơ tơ mơ, những thứ mà nó là cái đuôi, những thứ nó ngoài rìa, tôi xén hết. Những thứ nào mà tôi lâu quá tôi không xài, tôi cắt, tôi xén hết, tôi dẹp hết, thì từ từ nó còn gì, còn cái tinh túy thôi. Những thứ mà mình lo lắng nó thừa thãi thì mình gom gọn lại, nó còn cái tinh túy thôi. Thì từ đó mình mới nhìn thấy đạo được.
Chứ còn mình ôm quá, cái gì mình cũng ôm thì rốt cuộc nó không ra cái gì. Thì cái lời mà cái lời hồi sáng Ngài Giác Nguyên Ngài nói đơn giản đấy thôi, nhưng mà với sư là nó cả một bài học, bài học cho cái đời tu của mình cũng vậy. Mình thấy mình cũng ôm đờm nhiều thứ quá, thôi bây giờ mình gom gọn lại, rồi mình lo những cái mình đang có,